Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Warni 10, chiếc xe trong phân khúc cỡ A cực kỳ phổ thông của bên phía Hyundai. Mà trong video ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2024, thời điểm dịp đầu tháng mới, và Top KVN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn những chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này mới nhất, tốt nhất có thể dành cho từng phiên bản của Hyundai Warni 10, những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện, về tặng thẻ bảo dưỡng dịch vụ, và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm về chiếc xe thuộc phân khúc cỡ A này. Hyundai i10 thì đang cạnh tranh với cả Kia Morning, đang cạnh tranh với cả Toyota Wigo. Đây là một cái mẫu xe mà có doanh số cũng khá ổn, và một cái mẫu xe mà cũng được nhiều người quan tâm lựa chọn, với kiểu dáng thiết kế nhìn cũng khá là bắt mắt. Không gian bên trong của Hyundai Warni 10 rất rộng rãi và thoải mái cho cả người ngồi ở hàng ghế thứ nhất lẫn người ngồi ở hàng ghế thứ hai, anh chị nhá. Một chiếc xe i10 thì nó sẽ sử dụng là máy 1.2 và i10 sử dụng hộp số tự động 4 cấp số, anh chị ạ. Với dòng xe này thì đang được phân phối với 3 sự lựa chọn cơ bản hiện tại. Với i10 hatchback, ở đây mình cập nhật đó là có một phiên bản số sàn đang được phân phối và 2 phiên bản số tự động, anh chị nhá. Cụ thể chi tiết từng phiên bản trong dịp đầu tháng mới nhất như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được. Đầu tiên là Hyundai Warni 10 phiên bản số sàn, phiên bản được định hình phục vụ kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Đây là một phiên bản mà có thể gọi là bản bay, bản mà gần như là option của nó bị cắt gần như là hết luôn, anh chị ạ. Giá niêm yết đề xuất của nó đang là 360 triệu đồng. Đại lý bán với mức giá cuối cùng còn lại, anh chị nhá, là 345 triệu đồng. Trên kênh Top KVN mình sẽ cập nhật về mức giá cuối cùng còn lại của một chiếc xe bản số sàn này, giá cuối cùng là 345 triệu tại thời điểm dịp đầu tháng mới này, tháng 8 này. Lăn bánh ở tỉnh mình có nhầm qua là 384 triệu, ở Hà Nội là 411 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 404 triệu đồng, anh chị nhá. Ở tỉnh là 384, ở Hà Nội là 411, và thành phố Hồ Chí Minh là 404 triệu đồng. Nếu như mà chúng ta lấy trả góp của i10 số sàn bản bay này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 108 triệu, ở Hà Nội tối thiểu là 135 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 128 triệu đồng, anh chị ạ. Ở tỉnh là 108, ở Hà Nội là 135, và thành phố Hồ Chí Minh là 128 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là số sàn bản bay. Bản này thì cái số lượng xe thỉnh thoảng mới có xe về thôi. Nếu khách hàng mà chúng ta thích, chúng ta có thể đặt hàng thì đâu đó cũng khoảng tầm 1 tuần là có xe về tại đại lý được, anh chị ạ. Sang sự lựa chọn tiếp theo đó là i10 số tự động bản thiếu. Bản thiếu số tự động của Hyundai Warni 10 với mức giá niêm yết đề xuất là 405 triệu đồng. Đại lý bán với mức giá xe cuối cùng còn lại, giảm giá, tức là sau giảm giá đấy, sẽ là 389 triệu đồng, anh chị ạ. Bản này lăn bánh ở tỉnh của nó là 433 triệu, ở Hà Nội là 461 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 453 triệu đồng, anh chị nhá. Ở tỉnh là 433, ở Hà Nội là 461, và thành phố Hồ Chí Minh là 453. Bản này thì không có màn hình giải trí, bản này thì không có cam lùi và cũng không có ghế da đâu, nó đang là ghế nỉ thôi, anh chị ạ. Bản này nếu như mà chúng ta mua trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 121 triệu, ở Hà Nội tối thiểu là 150 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 141 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh là 121, ở Hà Nội là 150, và thành phố Hồ Chí Minh là 141, quý chị các bạn nhé. Sang phiên bản thứ ba đó là i10 AT hatchback bản đủ. Đây là phiên bản phổ thông nhất, phiên bản nhiều người lựa chọn nhất, phiên bản với mức giá niêm yết đề xuất là 435 triệu đồng. Dịp đầu tháng mới nhất là tháng 8 này, đại lý sẽ bán với mức giá xe cuối cùng còn lại tại thời điểm này 422 triệu đồng, anh chị ạ. Lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 468 triệu, ở Hà Nội là 496 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 488 triệu đồng, anh chị nhá. Ở tỉnh là 468, ở Hà Nội là 496, và thành phố Hồ Chí Minh là 488, với i10 AT hatchback bản đủ, phiên bản mà có ghế da, có màn hình giải trí rồi, có cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai rồi, phiên bản mà phanh đĩa rồi, phiên bản mà có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, và có cả hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có cả cruise control, tính năng gia tự động đi đường trường đường dài rất là cần thiết, anh chị ạ. Nếu như mà lấy
trả góp của bản hatchback bản đủ này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 129 triệu, ở Hà Nội tối thiểu là 158 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 149 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 129, ở Hà Nội là 158 và thành phố Hồ Chí Minh là 149 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là 3 phiên bản, 3 sự lựa chọn của Hyundai Grand i10 tại cái thời điểm dịp đầu tháng 8 năm 2024 mà Topka VN cập nhật mới nhất đến với quý vị các bạn. Một cái chiếc xe mà rất phổ thông, một cái chiếc xe đại lý đang có màu trắng, màu đỏ dao, đặc biệt là phiên bản ăn khách nhất i10 AT hatchback. Vậy thì nếu quan tâm muốn xem xe, muốn lái thử trải nghiệm thực tế về chiếc xe này, nhờ quý vị các bạn hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thế còn ở miền Nam thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng, hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.